Không ngon gì bò phải nấu dở quá. Không có nào đậm đà lắm cái này luôn. Đi ăn đi vô tao bếp. Cái bây giờ mà đứng con quét con quét con quét. Đang làm lại cho chị bò. Cái đồ sữa là sữa chút. Chị hai đẹp quá nha mày ha. Là